vẫn cái cầm cặp mở cặp lên này thấy được cái nào cái vụ hóa học bí đâu phải bị hen xuyễn hết trời. Không phải chị, với lại nó bị hen xuyễn nữa mà người nhà, trong khi đó người nhà đem về mà đem về xong rồi với đem lên lẹ, có lúc đem về nó đã cháy mất rồi mà đem lên lẹ bác đầy nhà bệnh viện mà. Không không, chị đừng có coi clip mà chị coi cái kết luận á. Chứ đừng có coi cái đoạn mà phát trực tiếp. Phát trực tiếp đó người nhà nó mà. Nói chung là nó đã cháy cái nhà rồi. Đêm nay nó đã tím rồi mà nghĩ sao mà kêu đổ thừa cho bệnh viện. Chứ chị nghĩ sao học bí có chi đâu. Cái vỏ học bí nó mềm như chi mà có cái chi đâu mà mát học bí. Đó cho nên cứ... cứ nghe cái phốt trực tiếp ấy, chia sẻ tâm bại tâm bỏ không. Nhưng mà cái đó có công an vô điều tra chưa? Cái lúc đó có công an điều tra chưa?